anh tên là Tuấn, đến từ thông môn nội tiết của bộ môn nội. Hiện tại thì anh đang có mặt ở gia đình thông nội tiết phòng nên cho anh có cơ hội để làm việc với các em. Hôm nay thì mình sẽ trao đổi với nhau về bài thăm khám bạn đang tại trường. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái mục tiêu của bài giảng hôm nay. Cả hai là mục tiêu chính và các em cần nắm sau khi kết thúc bài học. Thứ nhất đó là nhận diện các vấn đề của bạn trăng. Bạn trăng nó có đường có những vấn đề nào mình cần nhận diện, hỏi bệnh, khám bệnh. Thứ hai là phân loại nguy cơ của bạn trăng đó. Về các nhận diện các vấn đề của bạn trăng thì mình sẽ có là sự biến dạng có thức bạn trăng, hỏi mình cái ngọn điên và bộ động mạch, ngọn điên phía dưới. Và thứ hai như anh nói là phân loại nguy cơ bạn trăng. Vậy câu hỏi thứ nhất đặt ra là tại sao chúng ta cần quan tâm tới cái bàn chân của bệnh nhân đã tới đường. Các bạn nào đọc bài chưa ha? Các đọc bài trước không? Rồi, tại sao mình cần quan tâm các em? Bạn đã biết không? Trong lớp thì mình cứ đặc biệt thoải mái nha. Đấy, nó được là giảm bậc chi phí. Đó là làm tăng cái biến sản xuất. Em nói lớn hả? Mình đã thấy được thì nó là tăng cường chi phí và thời có làm giảm cái miễn dịch thì sẽ dễ gây là tăng cái gì vậy? Là tăng cái gì? Tổng một cái cọc chi phí trong cơ thể. Vì cái này nó ngắn quá, nó không thể đi tới lắm được. Suy giảm miễn dịch thì gây suy giảm miễn dịch và có thể là tổng khi mà mình tổn thương gì đó thì đúng rồi. Bạn nói có một phần đúng đó, là có nghĩa là bạn nói là và bàn chân của bệnh nhân đã có đường mà. Tại sao mình cần quan tâm? Bởi vì là phải nói là suy giảm miễn dịch đúng không em? Suy giảm miễn dịch ở bệnh nhân đái tháo đường làm cho tăng nguy cơ biến chứng bàn chân đúng không? Thì các em biết á là đái tháo đường nó sẽ gây ra rất là nhiều biến chứng. Cái hai nhóm biến chứng lớn cho bệnh nhân đái tháo đường là biến chứng gì? Mạch máu lớn và mạch máu nhỏ. Ha, mạch máu lớn chúng ta có cái gì? Chúng ta có não. Rồi và nhanh chóng các em. Mình có là động mạch não, thứ hai là gì? Động mạch ở tim gọi là mạch vành, thứ ba là gì? Và động mạch còn bên dưới ha. Biến chứng mạch máu nhỏ chúng ta có cái gì? Chúng ta có mạch máu ở mắt, mạch máu ở thận và biến chứng thần kinh. Tại sao biến chứng thần kinh lại là xếp rồi xếp vào biến chứng mạch máu nhỏ? Bạn đã biết nó tên là bệnh thần kinh nội biên. Tại sao nó lại xếp vào biến chứng mạch máu nhỏ? Bạn đã biết mình cứ phát biểu thoải mái nha. Chỉ cần giơ tay vào mình hiểu luôn. Nghe rất kỳ không? Bệnh thì là bệnh thần kinh, cái tên nó thần kinh nhưng mà về bản chất nó là mạch máu. Rồi anh trả lời luôn ha. Thì sở dĩ như vậy á là vì các cái dây thần kinh của mình nó sống bằng cái gì? Tất cả các cơ quan trong cơ thể đều cần có ấm nuôi mới sống được. Giống như cái cây á, cần có nước. Tất cả các cơ quan đều cần có máu nuôi. Thần kinh cũng sống được phải có máu nuôi. Và những cái mạch máu mà nuôi những cái thần kinh ngoại biên đó là những mạch máu nhỏ. Và khi mà bệnh nhân bị đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường đó, mình gọi cho các bạn cũng được, thì nó sẽ làm biến chứng lên mạch máu đó. Cuối cùng là cái thằng thần kinh là cái thằng chịu hậu quả đó. Vậy cho nên là bản chất của nó là biến chứng mạch máu, mà cái tổn thương đích của nó là thần kinh nên người ta gọi là bệnh thần kinh ha. Rồi đó là mình nói về tổng quan của các biến chứng của đái tháo đường. Thì biến chứng thần kinh ngoại biên, biến chứng động mạch chi dưới, và động mạch chi dưới là biến dạng bàn chân các kiểu, cuối cùng gây ra vết, có thể là gây ra đòn chi, cái hình phía dưới đây đòn chi luôn, đòn chi mình có thể là đòn chi thấp, đòn chi cao, ví dụ như là đòn chi chỉ có ngón thôi, hoặc là mình đòn chi tới cẳng chân, hoặc là tới đùi luôn, tùy vào mặt máu nó tác như thế nào. Thì cái này nè, và biến chứng bàn chân á, cái nhóm chuyên trách bàn chân quốc tế xếp vào một trong những biến chứng nặng nề nhất trên bệnh nhân đái tháo đường. Nó làm tăng cái chi phí điều trị và làm cho cái chất lượng cuộc sống bệnh nhân giảm rất là nhiều. Mọi người đừng có nghĩ
ví dụ như vậy, cắt xong là xong nha. Những bệnh nhân này á, về mặt sức khỏe mình chưa có nói tới, riêng về mặt tâm lý là ảnh hưởng rất nhiều. Em cứ tưởng tượng, em cứ tưởng tượng buổi sáng mình thức dậy bình thường cả 200, bây giờ thức dậy còn 100, là một cái biến chứng tâm lý cực kỳ nặng nề. Mà ở bên nước ngoài đó thì người ta có riêng một cái nhóm gọi là nhóm bác sĩ điều trị tâm lý để tư vấn cho những cái người mà bị động chi đó, thậm chí họ phải đặt một cái gương ở trước trước cái chi bị động đó để bệnh nhân sáng bệnh nhân thức dậy cho nó cảm giác là mình còn cái chi ha. Rồi thì đó, như nói thì nó sẽ làm tăng nguy cơ huyết trong, tăng nguy cơ động chi, tăng tỷ lệ tử vong và những chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ha. Rồi trước khi mình đi qua cái cách phòng của trong bài thì anh sẽ đưa ra một số tình huống lâm sàng. Cái này để làm gì? Cái này để bây giờ mình cứ đọc, có thể mình chưa học, mình chưa đọc bài, mình chưa học bài, nhưng mà mình cứ đọc để sau khi mình kết thúc bài học mình về nhà mình nhận diện có thử là trên những bệnh nhân tình huống lâm sàng như thế này thì có những cái biến chứng nào, gợi ý cái những thông số, cái gợi ý nào là mình hướng tới là bệnh thần kinh hay không, là động mạch hay không, biến chứng nào cả chân ha. Thứ nhất là mình sẽ có bệnh nhân nam 65 tuổi, đáy đường 10 năm, tăng khát, rối loạn lý máu, có thiếu máu cơ tim ha. Đi khám vì đau rát 2%. Cái này mình chỉ đi nhanh thôi, mình chỉ ghi nhận thôi ha, mình chưa phân tích. Tình huống lâm sàng thứ hai là bệnh nhân nữ 60 tuổi, đáy đường tăng khát 10 năm, 2 năm nay bệnh nhân cảm thấy tê đầu ngón chân hai bên, tê nhiều về đêm, nếp ngón một bàn tay trái cách 26 tháng mà nhập viện. Rồi tình huống lâm sàng thứ ba là một bệnh nhân nữ 56 tuổi, đáy đường 5 năm, không tăng khát ha. Tuần này bệnh nhân thấy ngón một bàn tay phải đỏ hơn và không giảm sau 7 ngày theo dõi. Cái này thì anh thông tin cơ bản nhất để mọi người có cái khái niệm, chứ không phải là mình chỉ khai thác như này nha, khai thác như này là không có đủ. Tuy nhiên mình càng ngắn càng đơn giản để mình tiếp cận cho nó tốt. Rồi anh nói qua cơ chế bệnh sinh vết chân do đái tháo đường thì nó có hai cơ chế chính như lúc nãy anh có nói là gì, bệnh thần kinh ngoại biên và bệnh động mạch ha, biến chứng mạch máu chứng thần kinh. Thì biến chứng thần kinh nó có ba cái nhóm biến chứng là biến chứng về thần kinh tự chủ, cảm giác và vận động. Thần kinh tự chủ nó sẽ biến chứng như thế nào, có nghĩa là nó biến chứng lên việc tăng tiết hoặc là giảm tiết mồ hôi, thường là giảm tiết ở nửa thân dưới, tăng tiết ở nửa chân. Và cái điều này nó gây ra cái gì cho bệnh nhân ở ba chân? Nó gây ra là mình sẽ bị khô da, ức nghẽn, sau đó là tạo điều kiện cho lết và nhiễm trùng. Thứ hai là mình có biến chứng thần kinh cảm giác thì cảm giác đau, cảm giác cảm nhận, người ta có gọi chung lại là cảm giác bảo vệ bản thân. Lúc nữa chúng ta sẽ học ha. Rồi cái vận động nó sẽ là teo cơ, co rút thân cơ, sau đó gây biến dạng bản thân. Còn mạch máu thì nó giảm tưới máu ha. Đây là cái hình nó sẽ là khô nha đó, khô nha lúc này sẽ là lết nhiễm trùng. Rồi bên này nó giảm tư máu chi, đây là anh tóm tắt lại cho mọi người bài này sẽ gửi cho mọi người ha, còn này nó chữa các gửi mail rồi. Rồi vậy thì mình bắt đầu đi vào nhận diện các vấn đề quan trọng thì mình cần đặt ra hai câu hỏi. Tại vì cái mình đặt ra hai câu hỏi bằng cách nào và làm như thế này ha. Rồi đầu tiên mình sẽ đi vô như một cái khám bệnh nhân bình thường. Đầu tiên là phải làm gì? Phải hỏi ha, phải hỏi ha. Đầu tiên là hỏi gì? Đúng rồi, hỏi tên, tuổi, thông tin, chắc có thử là có đúng bệnh nhân đó hay không. Cái đó là ngồi luôn mình không nói ha. Rồi mình sẽ đi thẳng vô cái bài này luôn. Tất nhiên là các em phải hỏi tiền sử gia đình, tiền sử bản thân, rất là nhiều thông tin lý do nhập viện, nhưng mà hôm nay mình chỉ xoay sâu vào cái bài này thôi. Thì hỏi bệnh thì mình có hai cái vấn đề mình phải hỏi ha. Thứ nhất là phát hiện những yếu tố là tăng nguy cơ lét chân để mình đánh giá toàn diện bệnh nhân, chứ không phải là mình chăm lúc nào mình khám bệnh nhân đó luôn
chỉ quan tâm đến bản chất, không phải mình điều trị một bệnh nhân, mình điều trị toàn diện chứ không mình không điều trị một cái bệnh lý đó không. Ví dụ như bệnh nhân có tăng huyết áp, có thiếu máu cơ tim thì mình vẫn điều trị luôn, không thể nào mình chỉ chăm chăm bản chất được. Thứ hai đó là mình phải nhận biết các triệu chứng cơ năng, hỏi bệnh là để gì, để nhận biết các triệu chứng cơ năng thì mình sẽ nhận biết, cố gắng nhận biết có phải là bệnh nhân có bệnh ở bên ngoài điên và có bệnh ở ngoài điên hay không. Rồi, đánh giá toàn diện những yếu tố làm tăng nguy cơ gãy chân thì các bạn cho anh biết là những cái yếu tố nào mà tụi em nghĩ là cần phải đánh giá cho mình một bệnh nhân có cái biến chứng bệnh nhân đó được. Các bạn thấy không? Các bạn thoải mái nha, các bạn học ra đúng sai mình chỉ trao đổi cho nhau thôi, trao đổi thông tin. Rồi. À, mà lớp trưởng đi, làm chưa nghe. Ví dụ như cái đường huyết á, mình hỏi là kiểm soát tốt hay không, đủ không? Theo em đủ không? Trong thời gian dài. Em cứ nói lớn rồi, nói lớn lên. Em như nói lớn lên đây. Em nói nhỏ hơn một chút luôn. Kiểm soát đường huyết tốt trong một thời gian dài. Mới... Không, ý là mình cần hỏi vấn đề gì, còn kiểm soát tốt hay không thì mình hỏi mình mới biết được. Còn ý của anh là mình cần hỏi, ví dụ như em gặp bệnh nhân thì sẽ hỏi những câu hỏi gì cụ thể luôn. Có chất insulin hay không? Có ăn uống nhiều đường tinh bột hay không? Đường huyết như thế nào, ở nhà có máy thở đường hay không,
Nếu mà có thì cô chú thử đường bình thường, thử là bao nhiêu, thử là thời điểm nào trong ngày. Còn nếu mà không có thì cô chú có thường đi tái khám hay không? Nếu mà khi đi tái khám đó thì bác sĩ hay là điều dưỡng ở cái nơi cơ sở y tế đó có đường bao nhiêu, đó, thường là bao nhiêu, để mình có một cái nhìn tổng quan về bệnh nhân của mình. Bệnh nhân này đã có đường đau chưa, đang dùng thuốc như thế nào, và có dùng thuốc đều hay là có dùng thuốc có tái khám thường xuyên hay không, kiểm soát đường huyết có tốt không. Để tới phần tất nhiên là chưa nói với các em nhiều về phần điều trị, tuy nhiên là tất cả những cái phần mà hỏi khám trên trời dưới đất gom lại để làm gì, để mình điều trị, mình quản lý cái bệnh cho tốt cho bệnh nhân ha. Đó là những câu hỏi mà mình phải đặt ra về cái đường huyết nha. Còn những sâu hơn nữa là cách chích như thế nào, chích đúng hay không. Các em đừng có nghĩ là giao thuốc cho người ta, giao đỏ cho người ta về là chích đúng nha. Chích sai hết, chích sai rất nhiều. Mình cứ chờ đường huyết sang cô chú đường cao quá, đường cao như thế này làm sao kiểm soát được. Trong khi ta chích sai hết, cứ năm liều lên. Tới một ngày người ta buồn, người ta chích đúng cái cũng được. Anh gặp rất nhiều, gọi là đủ liều á. Ví dụ sáng chích 20, chiều chích 20, xong đường 4-500, chờ cô chú 4-500. Họ đã là hỏi chế độ ăn, ví dụ hỏi chế độ ăn kiểm soát xong, tăng liều lên, tăng liều lên. 22 sáng 22 chiều, 24 sáng 24 chiều, 30 sáng 30 chiều, tới 36 sáng 36 chiều xong. Đường vẫn cao nhưng mà người đó chích cái cột đường, đường cột 2 máy mg trên xe lít. Rất là quyền nha. Và các em biết đó, bác sĩ nói tiếp sợ tăng đường hay sợ hạ đường? Chính xác, sợ hạ đường, rất sợ hạ đường. Hạ đường là bệnh nhân đi liền, đi liền. Chứ tăng đường là nó biến chứng dài năm. Tất nhiên không phải tăng đường không nguy hiểm nha, tăng đường vẫn rất nguy hiểm, có thể gây tử vong cho bản thân, nhưng mà về mức độ và thẳng cấp nó không phải bằng hạ đường. Đến nỗi mà cái bóng đường mà hạ đường đã được đưa vào cái xét nghiệm thường quy cấp cứu, anh em cấp cứu phải bỏ cái đường, không cần biết nha, không cần biết cái đá có đường hay không, lúc vô là bỏ cái đường thì là cũng đường biết sự mạnh ha. Rồi đó là về cái đường huyết. Thứ hai là nói là từng từ lét chân, từ động chi, thoái hóa hay chưa, thì cái này sẽ làm tăng cái nguy cơ của bệnh nhân bị những lần sau. Thứ ba là từng được can thiệp về chi dưới, ví dụ như bệnh nhân đã được động chi, bệnh nhân đã được kết lập vết thương gì trước đó chưa, đã xử lý một cái vấn đề gì đó ở bàn răng hay chưa. Hút thuốc lá, hút thuốc lá được xem như là một cái nguy cơ độc lập do biến chứng về mạch máu nói chung, không phải là trên bệnh nhân đáo đường không, nhưng mà trên bệnh nhân đáo đường nó sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng mạch máu. Cũng như các nhiều người người ta góp sức lại thì nó sẽ gây ra biến chứng nhiều hơn, nhiều yếu tố tổng hợp này, tăng huyết áp, rối loạn mạch máu này. Cái này tất nhiên là anh chỉ đưa ra để các em tham khảo thôi, có nghĩa là những cái chính nhất nếu thực ra nó còn rất nhiều. Ví dụ như là mình phải hỏi là các biến chứng như hồi nãy bạn An nói rất đúng, mình phải hỏi là các biến chứng khác đã có hay chưa, có nghĩa là bệnh nhân có biến chứng ở mắt hay chưa, có biến chứng ở thận hay chưa, tất có nhồi máu cơ tim lần nào chưa, có đột quỵ lần nào chưa, tất cả đều tất cả bàn chân hết nha. Rồi đó là cái phần đó đánh giá tổng quan. Thứ hai mình sẽ đi qua cái triệu chứng cơ năng của bệnh nhân ngoại biên. Thì bạn An đang biết là cái này mình sẽ hỏi những vấn đề này. Hoặc là mình có thể đặt ra những câu hỏi cụ thể luôn, là anh muốn là ví dụ như là có thể nói cho tụi em những cái câu hỏi cụ thể trên lâm sàng để hỏi luôn, chứ mình đừng nói chung chung. Giờ mình nói là cô chú kiểm soát đường huyết như thế nào, sao người ta trả lời được, mình phải hỏi là cô chú bóng đường ở nhà bao nhiêu, là bóng đường là lúc nào, có thử đường thường xuyên hay không, chế độ ăn như thế nào, đó mình phải đặt ra những câu hỏi cụ thể, không thể nào mình hỏi. Mình tới gặp bệnh nhân hỏi cô chú cho con hỏi triệu chứng cơ năng của bệnh nhân ngồi đi, ai trả lời được mà nói, không ai trả lời được hết. Anh hồi mới có trường anh chưa biết bệnh nhân ngồi đi mà gì nữa, sao trả lời cho mình biết được ha. Đó mình cần phải đặt ra những câu hỏi cụ thể để mình có thể áp dụng lâm sàng ha. Thôi bây giờ không có xuất phong không đề nghị đi bạn Nam. Đang biết em đã xong, nghe em sẽ hỏi cái gì để em biết khai thác cái bệnh của mình. Dạ, em
có hay bị tê chân hay không, có hay bị mất cảm giác chân hay không, các cử động tốt với cái khớp nhỏ, cái ngón chân nhỏ đúng không? Rồi tiếp âm em nói, em đến xong thì em có thể nói hết ha, nói hết là xong rồi. Các bạn ấy ha, mọi người nghe rõ ha. Rồi bạn nam kế bên luôn, bổ sung gì cho bạn không em? Rồi bạn nữ kế bên. Rồi thì bạn nói những cái bạn nói đều đúng hết ha, nhưng mà mình cần rõ hơn một chút. Rồi anh cứ chiếu lên này đi. Cái T hay không ha, T hay không là một trong những dấu hiệu mà thôi, có nghĩa mình tả, mình tả ví dụ như tụi em học mà nhỏ có tim chưa, con đau thắt ngực chưa, học chưa bệnh tim mạch, học chưa đau thắt ngực chưa, chưa học hả? Ví dụ như mình hỏi là đau nặng ngực hay là nóng rát sau xương ức hay là cảm giác đè nén, cảm giác bóp chặt như thế nào, thì cái này nó cũng giống như vậy. Cái này là chỉ ghi tóm tắt thôi. Bệnh nhân có tê không, dị cảm, cái từ dị cảm mà đừng đem đi hỏi nha, cái từ dị cảm mà không, người ta không biết được đâu đó, không hỏi dị cảm nha, mình sẽ hỏi là bàn chân của cô chú đó có tê, có cảm giác mà châm chích, có cảm giác kiến bò, có cảm giác nóng rát, giác đau gì hay không đó, đặt ra câu hỏi yes no, không có đặt ra câu hỏi, đặt ra câu hỏi mở, không có kiểu như là hỏi cô chú có dị cảm hay là châm không, xong người ta hỏi ngược lại mình mà mình không thuộc bài là mình trả lời được nha. Thà em hỏi là tê rát hay không thì có, thì nó có, không là nó không, cho người ta hỏi nhiều bệnh nhân em biết á, là khám á, thường đi trên lâm sàng sinh viên tình trạng này gặp rất là nhiều. Hồi xưa anh cũng vậy thôi, thì đi vào khám là một bệnh nhân kiểm lần á là bao nhiêu người khám, không có một thôi nha, cả cái tổ đó đi khám luôn, mà đi là sáng 7 giờ là A đi, 7 giờ rưỡi là B đi, 8 giờ là C đi. Ngày này qua tháng nọ, có nói là bệnh nhân người ta thuộc bài luôn. Người ta thuộc bài luôn mà. Người ta hỏi là, thậm chí ngày xưa anh đi, anh nè, người ta còn hỏi anh nữa là hình như đó là con hỏi thiếu rồi đó. Hồi nãy các bạn sinh viên vô và hỏi bác là phải có cái này, có cái kia nữa mà con hỏi. Nha, không phải. Và cho mình cũng ghê gớm lắm, chứ phải là đơn giản thôi nha. Rồi nó vui vậy thôi, nhưng mà đó là những cái cảm giác đó, cảm giác. Nhưng mà cái biết triệu chứng mà nó có thể cho nhiều bệnh đúng không, ví dụ anh ví dụ thôi, tụi em thấy đau chỗ này xong tụi em tập đó sao, bệnh nhân kêu tôi đau cái vùng ngực trái này đây này. Em nghĩ là cái gì? Bệnh tim mạch, em kế bên phổi hả? Nó nói gì? Em có thể trả lời giống hoặc là khác, không sao đó. Hoặc cái nhiều phương án cũng được nữa, càng tốt. Em nghĩ là tim mạch rồi em. Thon gan sườn hả? Phổi rồi, nói chung là phổi đúng không? Em nói hết một lượt đi. Bác sĩ tương lai sẽ có mà. Một lên trước cùng. Tốt, em. Rồi, xin mời các bạn. Đó, nói hết một hàng. Mỗi bác sĩ một cặp đó. Dạ, ai đúng? Ai đúng? Không có biết. Tại vì sao? Một cái bệnh nhân có đau ngực chỗ này là sao mà biết bệnh gì? Mình phải hỏi gì? Mình phải hỏi tính chất của đau ngực. Bác đau ngực ở đây là có đau vùng này, rồi nó đau, cơn đau khởi phát như thế nào, nó bao nhiêu phút, rồi đau càng ngày càng nặng dần lên, rồi có đang đi đâu không, cái cơn đau nó kiểu như thế nào, bác tả với bác sĩ được không? Mình mới biết được chứ, ví dụ cơn đau thế này. Tôi nói là nhói lời hết đi, bệnh tim không?
gặp đầu cái bệnh tim nó đâu kỳ vậy, bệnh tim nó đau nhói lên hết tiền không, bệnh tim nó phải đau. Ví dụ như cơn đau thắt lưng nó phải đau phải 20 phút 15 phút, không thể nào trở lên, nó không thể nào nó đau nhói lên hết tiền, nhói lên hết tiền thường là đau cái gì, đau cơ. Tại vì sao chỗ này mọi người nghĩ đến cái tim chứ, ví dụ đau chỗ này chắc ai để ý không, đau tay này không ai để ý đó, ai cũng biết chắc chắn là cơ, nhưng mà đau chỗ này nó đau y xì đó, nhưng mà sợ quá chứ bị tim, tại vì cái vị trí nó nằm chỗ chạy kẽ mà, cái đau chỗ này đau ai đau tâm, chỗ này có ai nghĩ đau tim không, không ai nghĩ hết, trong khi nó đau vòng cơ hết nè, nó cơ hết, đây cơ thành lòng, đây cơ cơ cánh tay ha. Mình phải hỏi tiếp là cái đau khi tay khi hít thở hay không, để mình biết là có thể mình đi phổi không, đi mình phổi gì không ha. Thì đây cũng vậy, không phải là tụi em dừng ở tê đau gì cả nha, dừng nha, dừng không biết bệnh gì hết. Giờ bệnh nhân bị chèn ép rễ thần kinh ở một sọc, nó đau lan xuống sao, đau một sọc thần kinh đỏ tê đau không biết được, hỏi tính chất. Vậy bạn đã biết tính chất, biết này giỏi nè. Chứ còn ví dụ như những cái này á, thì ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng mà ví dụ những cái tính chất như thế nào thì mình gợi ý đó là thần kinh ngoại biên mà bị nhiều người ta được. Chứ tụi em đã có cám được là bệnh nhân bây giờ bị đái tháo đường, nhưng mà bệnh nhân bị hẹp một sau thắt lưng, xong nó đau, nó tê bàn chân, đau cắm. Hoặc là bữa nay nặng quá, nó tê bàn chân, đau cắm được. Dọc theo cái bồn chi phối, theo khoanh da ha, rồi mới cái dây bạn ngắn quá là bạn không có di chuyển được. Ví dụ anh di chuyển được xe thì anh đưa mic cho mọi người nói ha. Một cái đó là lợi thế bất lợi. Rồi, tiếp. Rồi, em. Mọi người phát biểu một chút cho nó xong ha. Em nghĩ sao, cho mọi sao cho chắc sao. À, đó là mình mô tả rồi, còn mô tả nãy đã nói là ký vò nhất chăm chất tê đau gì đó, rồi cái tính chất khác là gì trong cái mô tả thay mặt à đối xứng hai bên đúng không, đối xứng rồi tiếp em hai bên cạnh thử người ta phát biểu hay rồi đó. Phát hiện sai, mình đã mô tả được này. Chưa có bị này hay không? Rồi tiếp em. Sao? Đã trên. Còn ai có ý kiến khác không? Anh hỏi một vòng. Mọi người bổ sung cái ý kiến khác không? Rồi anh nói luôn ha, cái tính chất này cũng như thế nào? Thường á, bệnh thần kinh ngoại biên như đái tháo đường á, thường nó sẽ đau, nó sẽ có cảm giác là nó thường nó khởi phát từ từ, không phải là đột một ngày đẹp trời đột nhiên bị tê rất là nhiều, thường không có, thường nó khởi phát từ từ, nghĩa là tôi bị đánh đau tôi bị một chút, sau tôi bị dần dần lên ha. Thứ hai là gì, như bạn nói á, thường á có các bóng sớm nó nghĩ là bị cho bên này thì nhiều khả năng bệnh kia bị, nhưng mà không có nghĩa là bị bên này thì bệnh kia không bị, có nghĩa là bệnh chân này bị thì bệnh chân kia không bị thì không được nha. Có nghĩa là còn có trường hợp đó, y khoa mà tất cả những gì mình học gọi là điển hình, và mình làm thực tế thì sao, đa số là không điển hình nha. Có nghĩa là không có ai mà bệnh nhân mà bước từ trong sách bước ra đâu, rất khó để mà các em kiếm được một bệnh nhân mà như trong sách bước ra, bệnh nhân đó là cực kỳ đặc biệt đó, hiếm lắm nha. Người ta có cái này không có cái kia, hoặc là có cái này không nhưng mà lại không rõ ràng giống như trong sách của họ nha. Nên là mình vậy, nên mới cần bác sĩ, mới cần con người để đánh giá, chứ không người ta cứ chuyển vô robot hết là được đúng không, có bao nhiêu triệu chứng chuyển vô robot nó hỏi là xong, cần gì bác sĩ đào tạo 6 năm học y bảy đi học đâu đúng không, đó là như vậy. Rồi tiếp,
thứ nhất là cái khởi phát, thứ hai là thường nó đối xứng, thứ ba là thường khởi phát từ thọng chi đi lên gốc chi, thường là khởi phát ở các cái đầu ngón trước, nó lan dần đi lên và nó lan tới đâu thường nó kiểu tới đây nó phân gian thường nó lan tới kiểu mang gan đi vớ, có nghĩa là anh nói luôn cái phần tay á, cái tay á vẫn có biến chứng nha, tại vì bây giờ mình học hành chăm, mình chú ý khi mình chăm, nhưng mà kiểu mang gan đi vớ có nghĩa là nó sẽ dưới cái cổ tay khoảng 4-5 cm, trên mang gan chăm khoảng 4-5 cm, nhưng mình mang vớ thì đó. Người ta làm nhiều nghiên cứu, người ta tổng hợp lại người ta thấy như vậy. Và thường nặng vào lúc nào bệnh nhân, có nghĩa bệnh nhân cảm thấy triệu chứng nhiều hơn lúc nào? Ban đêm. Về đêm hoặc là khi chuyển mùa hoặc là khi đường huyết không ổn định. Các em để ý này, từ sau này không phải đường huyết cao đâu nha, mà mình phải kiểm soát cho sao đường huyết nó đi một cách gọi là ổn định. Có nghĩa là ổn định như vậy. Chứ nếu mà đường cao này, đường thấp này, đường cao, đường thấp, trung bình lại có thể em đạt một cái tụi em học HB1C cho nên học rồi đúng không? HB1C là chỉ số gì? Đánh giá đường huyết trung bình trong vòng khoảng 3 tháng. Thì ví dụ như lúc cao, lúc thấp, lúc cao cấp thì em trung bình thì em đạt cảm giác bình thường đúng không? Nhưng mà người ta nhận thấy những bệnh nhân đó biến chứng thậm chí còn nhiều hơn bệnh nhân mà ở trên cao thì đau là tay bộ. Đó, nên là phải chú ý vào trường bệnh sĩ mình là không biết là cách điều trị có giúp cho bệnh nhân hay không hay là hại lên nha. Đó, cái đó mình nói ngoài lề thôi để cho các em thấy cái tầm quan trọng của việc này. Nha. Đi rớt dép không biết là sao. Hồi nãy các bạn nói là nó mất cảm mất em nói là mất gì ta? Mất cảm giác là mất cảm giác, cái từ nó hơi khó. Ví dụ như là cô chú mình thường hỏi cô chú có khi nào đi rớt dép không biết không, cái trường hợp này rất là nhiều, cái câu hỏi này rất là dân dễ nha, rất là dễ để trả lời mà sẽ thấy là cực kỳ nhiều, bởi vì bệnh nhân ở nước ta Việt Nam nói chung là điều kiện của mình nó chưa có bằng những cái nước phát triển như là Mỹ, là châu Âu, cho nên chúng ta phát hiện khá là dễ. Thứ hai là khi mà phát hiện rồi thì kiểm soát đường huyết nó cũng không có tốt lắm, cho nên là cái vấn đề này, cái bệnh này, biến chứng thường nó sẽ thường gặp ha, và bệnh nhân tới chúng mình nếu mà tới giai đoạn này nặng rồi, có nghĩa bản thân của mình cũng thường cảm nhận rồi đúng không? Bây giờ đi rớt kém không có biết, đi người tới chúng mình, của cô chú tới khám bệnh sao mang dép bảo vệ bàn chân, cho nên có mang dép là bác sĩ nhìn xuống đi thay bàn chân đó. Mà người mình á, người Việt mình thường mang dép lê, dép sọ hót là rớt mà không hay, ví dụ như mang giày thì rất khó rớt ha, nên chút nữa nó sẽ liên quan tới cái phần mà cơ quan bệnh nhân giải dép đó, mỗi phần nó liên với nhau như vậy đó. Rồi cái đây là thường là biến chứng nặng nha, anh kể cho các em nghe một cái trường hợp biến chứng nặng, có nghĩa là người con chở mẹ của mình đi lên Sài Gòn, tỉnh lên Sài Gòn để khám bệnh. Sẽ biết là mình người ngồi sau sẽ đạp lên cái đế đúng không? Cái đế gác chân hai bên. Nhưng mà cái cô này cũng mất cảm giác nên là cô bị đạp, nhưng mà mình đâu cảm giác là mình đạp lên cái chân ra thì nó rớt xuống đâu? Nó rớt xuống cái bồn. Rớt xuống cái bồn mà cô không có biết, cô không cảm nhận được sức nóng đó nha. Cái mô của mình biết là rất nóng, cái mô này rất nóng đó, cũng không biết luôn. Tới bệnh viện á, cô bước xuống xe, người con họ nhìn thấy họ đi vào cấp cứu luôn. Lúc họ tới là họ chỉ muốn đi phòng khám thôi để họ khám cái bệnh tiểu đường của họ thôi, nhưng mà cuối cùng họ nhập viện cấp cứu viện phòng cái bàn chân, mà cũng không hề biết gì nha, cũng không biết tới nơi ủa sao chân con nó bị biến dạng đó, phòng lên cái sưng đỏ, cũng không biết. A một C nó phát trên trời 16%. Và những cái khác là chưa thấy mới luôn. Nên đây là nặng lắm rồi nha. Cho nên á, những cái hỏi bệnh này em để ý, hỏi bệnh thường thì nó sao? Khi mà mình bắt đầu cảm thấy cái triệu chứng thì nó sao? Nó trễ rồi. Cho nên mới cần bác sĩ chút nữa qua phòng khám, những cái biện pháp gọi là tầm soát.
sớm hơn. Rồi, cái này thì các bạn nói rồi ha. Rồi, cái triệu chứng cơ năng của bờ động mạch bên dưới, bạn nào cho đọc bài này biết không? Bạn Nam đi, bạn Nam nói chán lắm. Nam biết. Ví dụ như triệu chứng cơ năng của bờ động mạch bên dưới là sao? Bạn nữ cái bên. Cái bên của mình. Ở sống nhà lá đi ha, sống nhà lá. Hồi xưa anh học anh cũng hay ngồi sống nhà lá đó. Rồi bạn Nam ngồi góc, ngồi cùng, dưới hàng ghế cuối cùng, em ạ. Không, em, kế bên. Bạn nào biết, rồi nào biết. Thường hỏi hàng trên là trả lời năm góc đó. Hàng dưới thì hồi xưa anh cũng hay ngồi dưới. Rồi, bạn Nam nói đen này, em ạ. Em hỏi gì? Còn Phan nói luôn ha, mình sẽ hỏi triệu chứng khá là đặc trưng gọi là đau cắt hồi. Mình có hai nhóm là đau cắt hồi và đau cắt lưỡi ha. Đau cắt hồi là như thế nào? Đáng lẽ nếu mà bạn nào trả lời được cái này, anh sẽ hỏi tiếp là tính chất đau cắt hồi cũng như là cái phần tê gì cả như kia, nhưng mà không phải là trả lời được hết chắc anh nói luôn. Chứ còn cái tên còn chưa nắm thì làm sao mà nắm tính chất được, đúng không? Thì đau cắt hồi là đau như thế nào? Đau cắt hồi đó là đau thường nó khởi phát ở bắp chân, thường là bắp chân nha, còn khởi phát bàn chân cũng được, thường là bắp chân. Đau dạng gì các em? Đau dạng co rút. Co rút đúng như mình bị trục rút ở cơ vậy đó. Thường xuất hiện khi nào? Khi bệnh nhân đã đi được một quãng đường và đau buộc bệnh nhân phải ngồi nghỉ hay là dừng lại đó, ngồi nghỉ hay dừng lại, chứ không có đau bệnh nhân không thể đi tiếp được. Và thường sao? Lặp lại một quãng đường tương tự thì bệnh nhân lại đau giống như vậy nữa. Nên người ta mới gọi là đau cắt hồi, nghĩa đi, anh ví dụ bệnh nhân đi 50m đau nghỉ, xong đi khoảng 50m nữa sẽ đau. Đó, cái quãng đường đó. Kiểu sao cái quãng đường nó ngày càng, nó ngắn lại. Bởi vì sao? Bởi nó nặng hơn ha. Nhưng mà, để nhớ nha, cái đau cắt hồi này này gặp trong bao nhiêu phần trăm bệnh nhân bị bệnh động mạch nội chi dưới? Có nghĩa là bệnh nhân đó có bệnh động mạch nội chi dưới rồi thì bao nhiêu phần trăm có cái đau cắt hồi này? Một nửa, 50%. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình hỏi ra đau cắt hồi, có nghĩa là mình đã bỏ sót 50% còn lại rồi. Mình hiểu không? Cho nên cái phần khám của mình phía sau là phần quan trọng nha. Rồi đau lúc nghỉ là sao? Đau lúc nghỉ là nằm tương tự như vậy, nhưng mà thường nó đau ở cả bàn chân, ở cả bắp chân luôn. Và nó đau không cần phải đi gì hết, tôi ngồi nghỉ xong rồi yên, đau rồi. Nó giống như cái bệnh lý nào mà quen biết. Nghe hai cái này là cái giống giống như cái gì ở một cái cơ quan khác mà không biết. Sao? Em nói gì? Không bự lên. Đúng rồi đó, không bự lên. Đó là bệnh lý gì? Không, cái từ khó thở cái cảm xúc, cái khó thở cái vị thì nó cũng không có liên quan lắm. Bởi vì nó là một suy tim. Cái anh muốn nói suy tim nó có nhiều. Suy tim nha, là một cái hậu quả, một cái biến chứng cuối cùng của bệnh tim mạch. Có nghĩa là nguyên nhân gì tôi không biết. Có nghĩa là phì nặng cơ tim, tăng huyết áp, hoặc là nó không có tim gì hết, nó cũng đều có thể do suy tim hết. Nhưng mà cái anh nói là cái bệnh này là cái bệnh mạch máu này thì liên quan đến cái mặt gì ở mặt máu gì ở tim mặt bàn, mặt bàn nó có cái cơn đau gì còn nó được cái chia thành gì ổn định và không ổn định. Có thấy giống giống như này, mình có thấy nó giống giống đau hết ngực ổn định là sao? Là kiến sức thì mới đau, còn đau hết ngực không ổn định là sao? Đau lúc mình đang nghỉ ngơi đau luôn, là
tại vì cái mạch máu bị tắc á, khi mà gắng sức á, hoạt động á, là nó tăng nhu cầu oxy đúng không? Tăng nhu cầu oxy thì nó cần nhiều máu hơn, và cái đó nó bị hẹp rồi, nó ra mấy cái đau như thế này. Đó, còn mạch máu đã quá hẹp rồi thì ở lúc nghỉ có nghĩa là cái nhu cầu nhiều máu basic, cái cơ bản của mình á, nó không đáp ứng được, thì nó còn đau luôn, nó giống giống vậy. Cơ chế nó giống nhau. Do hệ bộ mạch đó nha. Mình học bài này mình có thể link với bài khác nha. Rồi finally đúng không? Cuối cùng qua một khám. Nói dông nói dài mình cũng phải khám bệnh nhân đúng không? Mình sẽ khám gì? Cơ xương này, nếu là cơ chi dưới này, khám động mạch này. Và cái mục này anh muốn đưa vào để mình chú ý, có nghĩa là mình khám xong nhưng mà mình không có làm những cái động tác tiếp theo thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều với bệnh nhân. Ví dụ như mình có một cái này nè, tại sao sinh viên đi á, đi lâm sàng, cái này chia sẻ thêm nè, tại sao sinh viên đi lâm sàng, các em có gặp cái trường hợp là hỏi bệnh nhân không trả lời, có nghĩa là vô nói với anh sao bệnh nhân nói không trả lời em, hỏi bệnh nhân không trả lời, bệnh nhân rất khó chịu. Có gặp không? Có gặp trường hợp đó không? Gặp rất nhiều. Không phải có gặp hay không, mà gọi là gặp thường xuyên như cơ bữa. Là mình nản luôn á, hồi xưa anh đi là nản luôn á. Tới khi anh nhận ra một vấn đề là gì? Tại sao mình bắt người ta phải đi ở với mình trong khi người ta đang bị bệnh nha, mà mình không có đem lại cái giá trị gì cho họ? Mình đem lại giá trị cho mình không hề đem lại giá trị gì nha, sinh viên. Mình vô mình hỏi rồi, mình đem lại giá trị cho mình không? Có đem lại gì cho họ không? Những bệnh nhân nó rất mệt để trả lời, rất mệt. Tại sao mà họ phải trả lời mình? Ví dụ như tụi em đang sốt, ai lại hỏi, hỏi một lần cũng được, hỏi năm lần. Mà người đó chưa phải là bác sĩ thành phố. Ví dụ bác sĩ vô hỏi, tôi trả lời, được đi. Đúng không? Thì có một cái biện pháp sao? Em mang lại giá trị cho họ đi, em đem cái khác cho người ta. Em đừng có hỏi gì, em vô đừng hỏi mệt gì. Vô hỏi hôm nay cô chú thấy trong người sao nó khỏe hơn không? Để con nói khác. Con đau oxy cho cái FOC đo càng tốt. Đó. Nếu mà tụi em nắm được sơ và né thì tụi em sẽ hỏi nó tốt hơn. Còn không thì tụi em cứ tiếp cận ban đầu, con sẽ hỏi họ như thế nào. Đó. Thì mình sẽ đi lại giá trị cho họ trước. Cho nên á, để tụi em học xong tụi em vô khám một bàn trăng xong, tụi em tư vấn này quá tuyệt vời luôn. Và vô tư vấn cái này trước luôn. Vô của chú mang giấy sọ ngon, trong thì luôn không mang được đâu chú. Chú mang giấy như vậy này, vớ như vậy này đó. Sau này mang trong chú sẽ được tốt hơn. Ta cũng thích em hơn một chút chứ, đúng không? Mình mang lại giá trị cho họ, họ sẽ thích mình hơn. Cho nên đó, là cái phần này thấy đó, anh đã cứu như là quan trọng. Đó là tuy là sinh viên nhưng mà tụi em đã giúp được bệnh nhân, không cần phải trở thành bác sĩ, phải kê thuốc này họ nhiều. Và tụi em là biết kỹ thuật chất insulin mà em hướng dẫn cho người bệnh chất đúng đó, là tuyệt vời lắm rồi. Bởi vì bệnh viện nó là rất đông hướng dẫn, nói chung là có hướng dẫn nhưng mà nó không thể làm kỹ càng. Một ngày một bác sĩ khám chục bệnh nhân làm sao mà hướng dẫn kỹ được? Tụi em có thời gian để các hướng dẫn ha. Rồi đi qua một chút khám nhà cơ xương sẽ khám gì? À, mình sẽ khám các bất thường quan trọng, ví dụ như là bệnh nhân sức cơ có bị yếu chi không, có giới hạn của động khớp hay không, nhắc lại cái biến dạng này. Biến dạng thì có hai loại biến dạng, là biến dạng toàn bộ cấu trúc quan trọng hoặc là biến dạng lớn. Chút nữa mình sẽ nói, sẽ đi vô từng cái ha. Mà cả biến dạng nhỏ thì chỉ biến dạng ở từng ngón chân, từng khớp thôi nha. Đang coi cái hình chút xíu ha. Cái bàn chân đây có bình thường không? Bình thường không? Bất bình thường các bạn. Em đi, cái bạn nữ đó, bạn nữ đen chưa có kiểu đúng không? Rồi thấy cái bàn chân này có gì bất thường không, là hay là phải do bàn chân của mình? Ờ, sơn mấy khó hơn còn gì nữa không? Để đọc này, bây giờ nói chung mình chưa cần biết học bài gì mà mình biến dạng bằng chân. Đó, nói gì đó. Nói gì cho nó dính cho biến dạng đi em. Còn mấy cái rìa rìa để chút nữa cái những hình khác.
cái móng chân rồi. Nhưng mà em quay lại nè, khác là cơ xương nha. Đó, tất nhiên là bởi vì những cái hình này có nghĩa là mình không thể biết trước nhiều, nhưng mà cái mình muốn nói là gì? Gì đúng không? Đúng rồi, nhưng mình cầm cái ngón này, cái này là nhắm mắt mình nói được nữa. Sinh viên của em trái là sẽ cứ nói ngoài riêng không à? Trong khi tụi em biết đó nha, mà mình nghĩ sao mình cứ nói ngoài riêng hồi xưa cũng vậy. Thầy cô vô hỏi bệnh nhân ở đâu rồi? Dạ, bệnh nhân đang khám, vùng năm. Còn bệnh nhân tới khám thì ngồi đâu rồi, bệnh nhân còn đau cái tay chỗ này nữa, còn muốn tẻ cái tay không à? Trong khi thầy hỏi đâu rồi? Cứ vậy á, thấy anh ví dụ mình hỏi á, thì đó định đập vô thấy gì? Cái chân này không bình thường, nè cái khớp hơi sưng lên rồi. Rồi cái bàn chân này nó bị biến dạng, bàn chân của mình nó thẳng như thế đúng không? Bàn chân của mình nó thẳng dài, tất nhiên nó có cái độ cong sinh lý ở giữa, nhưng mà cái ngón chân á nó phải thẳng dài. Nhưng mà đây nó lại gặp ha, người ta gọi là ngón ngón chân hình búa, là hình búa ha. Cái này còn dễ nhận diện hơn nữa. Cái này mẹ nói cái ngón chứ anh chịu luôn á. Sao cái ngón chân này sao nó bị lợn này không? Nó bị lợn thẳng cái này vậy tại sao bệnh nhân biến chứng bàn chân nó là bệnh này? Giải thích được không? Giải thích này là coi như tụi em hiểu bài luôn á. Học cái gì mà mình hiểu được cơ chế mình hiểu cái bài đó luôn, mình trẻ cầm phải giảng viên phải giải thích nhiều. Em nghĩ là do đái tháo đường thì nó sẽ ảnh hưởng tới thận, thì khi mà thận không thải được thì sẽ làm tăng cái axit uric thì nó sẽ làm đậm ở cái xương. Không phải. Em nhớ nha, nốt tô phi axit uric là thường em rút đúng không? Em đi ăn lỡ tới rút nốt tô phi đúng không? Nốt tô phi nó gây ra cái gì? Nó mọc lên một cục ở đây này. Đó, em thấy không? Thấy đâu có. Bạn nào có ý kiến khác? Cái này suy luận được nha, xin lộn ra luôn, để tụi em nhớ hoài luôn, không cần học hoài luôn. Hồi xưa thì ít người nói cho anh cái này lắm, nên là anh phải ngồi dở ra học bài phóng chăm, bút rồi biến dạng bàn chăm các kiểu, chân sau hiểu được tự mình ghi đâu. Rồi bạn nữ ngồi kế bạn nam nó chán lắm, em hỏi chán học mà. Rồi bạn nam kế bên thêm sao em các biểu lớn lên không anh em hết không đi xe quá bạn nam bên này em á chơi bên cạnh luôn còn nó luôn á. Cái biến chứng này không phải là tự nhiên, cái khớp này không phải tự nhiên mà nó coi là như vậy đâu, phải có cơ chế. Tại vì sao? Cái mạch máu nuôi của những bệnh nhân này là biến chứng mặt trên, mạch máu nuôi những cái gân cơ dây chằng nó không tốt, thành ra nó bị gì? Nó bị teo, đúng, nó bị teo cơ. Mà cơ là cái gì? Thông quan, gân dây chằng, đúng không? Thì gân phải làm này. Ví dụ ngón, cái ngón này ngón chặt á, muốn gấp thì dũ được là nhờ cái gì tụi em? Xương mình này muốn gấp thì dũ được nhờ cái gì? Đúng rồi, nhờ gân cơ. Gân là cơ nó co lại, nó kéo cái này gân thì mình mới co lại được. Ví dụ gấp là duỗi đúng không? Duỗi thì nó sẽ ở mạch mu, gấp thì nó sẽ ở mạch lọc. Ví dụ em muốn gấp cái đống xe này lại thì cái gân dây chằng nói với thằng này, cái cơ nó phải co lại thì cái ngón này gấp được đúng không? Rồi tương tự ở trên này cũng như vậy, có một cái gân cơ nó bám chỗ này, thành ra nó ví dụ cái ngón này là được.
và mình gấp duỗi được là do sự cân bằng giữa cơ gấp và cơ duỗi, gấp cơ gấp và gấp cơ duỗi. Bây giờ mình nha, tiểu đường là bởi gì? Nó bị teo cơ. Thì bình thường cơ của mình á, nó có trạng thái hoạt động và trạng thái nghỉ đúng không? Co lại, còn không hoạt động thì nó giãn ra, đúng không? Nó trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên những bệnh nhân này bị teo cơ, co rút căng cơ, thành ra cái cơ lúc này nó trong trạng thái co này, là nó kéo dây chèn theo luôn, lúc nào chúng ta trong trạng thái hoạt động hết. Rồi cái ngón chân mình, anh nói ngón chân mình muốn làm sao? Có nghĩa là có ngón xe nó sẽ đó, bệnh nhân sẽ gặp cái ngón xe này xuống, còn cái ngón này còn lại nha, đó, còn lại. Rồi nếu bệnh nhân cái chân mà duỗi á, gặp chỗ này nó bị teo cơ, nó kéo kéo rút đây là gì, thì cái ngón thì cái phần này lúc này nó cũng thẳng đúng không, lúc này nó cũng thẳng, nhưng mà cái cân cơ rút của thằng gặp này này ở dưới này này nó bị co rút, nó kéo cái ngón này về thì cái ngón này nó bị gặp, ngón này bị gặp trong khi ngón này nó thẳng, thành ra nó sẽ ra cái bị thẳng. Hiểu không? Hiểu chưa? Các bạn nào hiểu không? Không thì nó nói lại. Cái chân bình thường của mình nó duỗi thẳng ra được là nhờ cái cân bằng của cơ duỗi và cơ gấp ngón chân. Thì bây giờ cái cơ mà phụ trách gấp cái thằng ngón xe này nó bị co rút thì nó sẽ cân lại. Trong khi cái thằng này nó rủ ra, cái thằng này nó thẳng, còn thằng này lúc này nó cong lại, nên là cái ngón chân này nó gần này, em hiểu không? Nó gần này, đó. Thành ra nó sẽ gây ra biến dạng bàn chân như thế này. Còn những biến dạng bàn chân như thế này là do sao? Tụi biết cơ gian cốt, cơ gian cốt, cơ nằm giữa các ngón. Thì đúng rồi, là cơ dung. Thì những cái cơ đó bị co rút thì nó sẽ gây biến dạng biến hình như thế này đó. Vậy những biến dạng này tại sao mình phải quan tâm đến nó? Tại vì vậy mình chân của mình bình thường á cấu trúc cộng sinh lý và các món chân thường này có nghĩa là tất cả các điểm trên bàn chân đều tham gia chịu lực, mỗi người đều chịu. Anh ví dụ họ tăng cơ nhưng mà bây giờ nó co lại thì chỉ còn ba thằng chịu lực là cái ngón chân, cái ngón một đầu xe ngón một và cái ngón cái này nó chịu lực thôi, chứ còn mấy cái thằng mà cong cong lại đây nó không chịu lực nữa. Thành ra mấy thằng này nó phải chịu lực thay cho mỗi thằng phải chịu lực họ 10 newton. Anh ví dụ đây không phải 10 newton nha, anh ví dụ cho mình dễ hình dung, có nghĩa là phải chịu lực nhiều hơn thì sao, chỗ này nó dần dần nó sẽ bị gì, nó bị tăng sừng lên, nó bị chai. Các bạn nào học guitar không? Lớp đánh guitar. Các bạn nào đánh guitar không? Không ai đánh guitar. Người sinh viên có cái đàn guitar mà. Ủa không phải hả? Cái sinh viên, thời sinh viên này là cái MacBook thôi đúng không? Rồi. Bạn nào đánh guitar rồi, tại sao hỏi vậy? Bạn nào đánh guitar rồi sẽ biết thời gian nào đánh guitar tất cả các ngón đầu tay này sẽ bị chai, chai và tay sừng rất là nhiều đó, thì cái bàn chân cũng vậy, cái chỗ nào mà vận động nhiều tiếp xúc nhiều thường nó sẽ bị chai. Hoặc là ba mẹ mình ở dưới quê lao động nhiều á thì cái tay cũng bị chai đúng như vậy, cái chỗ nào vận động nhiều chịu lực nhiều nó sẽ bị chai, sau này dần dần nó sẽ gây hình thành lốp chai như ở những cái vùng chịu lực. Cuối cùng cái lớp này nó sao, nó rét ra thành rét, ta gọi là rét của bác đó, nó chai sau khi lâu dần nó chai nó hỏi được cái nó rét thành nó rét đó. Cái cơ, một trong những cơ chế chính gây rét lòng bàn chân, cái vòng rét ở trên thì khác nữa nha. Rồi đó là cái biến chứng khu trú, còn cái biến chứng mà anh nói là biến chứng cả cái bàn chân nó gọi là bàn chân, nó có tên thì bàn chân sẽ khô ha, sẽ khô phải á, nhưng mà thì mình phải đúng sẽ khô. Cái này bàn chân mình gồ, bàn chân mình gồ đúng không, bàn chân mình gồ là một người bình thường
qua quá trình thiếu ngó chọn học tự nhiên nó công nhận là bạn trong này là bạn trong phù hợp cho con người để đeo chiều sang bán thái rồi học tập sẽ học. Mà giờ về tiểu đường, thằng tiểu đường nó nói không, làm thích như vậy, là thích bàn chân nó là như vậy. Bàn chân như vậy nó có cái nhược điểm gì? Bàn chân này nó đang cong sinh lý này nó bị sập xuống nó như vậy. Bởi vì sao nó sập? Nó bị biến chứng thần kinh ngoại biên. Các cơ nó teo rút. Thứ hai nữa là nó có một cái hiện tượng gọi là viêm mạng tính. Nó viêm toàn bộ mạng tính cái phần này. Thành ra nó phá hủy dần dần các cái khớp. Đó, cuối cùng mình không thể duy trì được cái vòng sinh lý này, mình bị sập bàn chân. Bàn chân của em về để ý lúc nào là cũng có một khoảng thở nhỏ ở dưới đó. Lúc nào cũng có nha. Đó. Nhưng bệnh nhân này không thấy không? Đâu còn nó sạch hết xuống mà không còn cái khoảng thở sinh lý như vậy. Đó, rồi cho sạc con. Cái này nó quen cho mình biết mình nhận gì cho năm sàng ha. Rồi, mình qua khám thần kinh dưới. Đó là khám cái gân cơ xương ha, đang khám thần kinh chi dưới thì mình sẽ có cảm giác đau, cảm giác sâu. Thì trên lâm sàng hiện tại á, thì đi lâm sàng nó thấy là sinh viên của mình á thì cũng chưa có dụng cụ để khám này nhiều. Thì các em có thể tập cho biết không? Muốn khám được thì khi đi lâm sàng đó các bạn sẽ gọi là những viên nào muốn học thêm thì các bạn ha. Đó, mình sẽ khám xúc giác này nhiều đau. Nhớ là phải xác định giới hạn vùng bất thường. À, với lại còn bộ những cái khám á, tụi em xong mình sẽ xích hết nha. Nên là anh sẽ không có đi chi tiết với cách khám, anh chỉ nói là mình sẽ khám những cái nào và cái đó là tại sao mình phải khám, cái cơ chế nó làm sao, nó giải thích vấn đề gì. Cho nên một cái chị tụi em khám trực tiếp nha, tụi em có cái bài trực tiếp mình sẽ xích riêng. Rồi, khám giới hạn vùng bất thường có nghĩa là sao? Ví dụ các bạn xong như thế này. Đã nói là thần kinh phía dưới thường là sao? Tính chất bạn nào nhớ? Mới nói xong rồi. Từ ngọn chi ra nâng cấp chi, đúng không? Thì mình sẽ khám bằng xe trước. Nếu mà bất thường á, thì mình sẽ xác định cái ranh giới giữa một bình thường và bất thường. Để mình coi được là bệnh nhân bất thường tới đâu. Đúng không? Đó, chứ không phải là mình khám là có hay không nha. Mình khám là tới đâu. Đó, gọi là mức độ đó. Rồi, khám cảm giác sâu thì mình có những cái cảm giác này, khám những cái phương pháp này. Và cái đấy nó gọi là cảm giác bảo vệ. À, cái từ này á, là nó sẽ viết khác thành từ lõi. Ở bên nhóm chính đó, nó quốc tế bên nhà đường IWGDS. À, về mình sẽ đọc thêm. Cái đó là cái guideline gần như là lớn nhất là cái bàn chân nó thường là gì? Thì có bình trước đây có hai cái phương pháp khám kinh điển là Rumathor và khám Monofilament. Bây giờ nó có thêm một cái nữa là cái Equitos test này. Thì tại sao người ta làm cái này? Tại vì nó có những cái cơ sở hay là bạn đi lên bệnh sản của bạn không có điều kiện để bạn khám cái này, có thể dùng cái này. À, cái này thì cần dụng cụ, còn cái này không. Đó, mình đi gần một cái. Khám rung bằng thơ là gì? Là mình xem thử cái cảm nhận rung vỏ xương của bệnh nhân còn hay là không. À, bằng cách là mình sẽ đặt cái âm thơ. Mà chú ý nha, âm thơ trên thị trường có hai loại chính. Là bao nhiêu anh? Nhiêu hẹn? 128 và 64. Cái chuẩn để khám là 128 nha, và 64 nha. Ví dụ như đi lâm sàng có mua á, mua cho đúng nha. Đó, mình sẽ đặt lên cái vỏ xương từ đầu một cái này, để mình coi được bệnh nhân có cảm giác rung vỏ xương hay không. Đó, còn cụ thể các khác thì mình sẽ học sau. Đó, hai lần chạm, một lần không chạm. Đó. Đó, nếu mà ở đây mà bệnh nhân không cảm nhận được thì mình sẽ di chuyển nó đâu? Mắt cái chân. À, đó, không được nữa thì đi đâu? Lồi cổ xương chàng này. Đó, mình khám dần lên những cái lồi vỏ xương này, lồi này mình sẽ khám. Rồi, khám monofilament. Monofilament người ta gọi là
thấy áp lực. Nghĩa là sao? Tại sao có 10 game này? Con số này là đặc biệt, người ta phải tìm 10 và người ta phải chế 10 game này. Tại vì cái anh nói luôn, cái này nó hơi khó. Anh cũng phải học chuyên khoa thời gian mà biết cái này, tìm mới biết. Có nghĩa là cái lực mà để kháng cái monofilament 10 game này, nó người ta thấy là nó bằng với cái lực mà khi bàn chân của một người bình thường đạt phải một hàng sỏi, một hàng sàn ha, bằng cái ví dụ một hàng sỏi còn có như này đạt lên đó, mình cảm nhận được đó là bằng với cái lực kháng của thằng này. Có nghĩa là nếu bạn tôi kháng cái này không được, có nghĩa là bàn chân của người đó đi ra ngoài đường, bệnh nhân của người đó đường ra ngoài đường đạt phải hàng cát hàng sỏi đó, người ta sẽ không biết. Và chính những cái không biết đó là sẽ gây ra cái rét của bàn chân, tổn thương cho bàn chân. Cái đó là vì sao mình nghĩ ra kháng này. Thì nó có rất là nhiều cái điểm kháng mà nó thay đổi theo từng thời kỳ. Trước đây người ta kháng 10 điểm, sau này người ta rút lại còn 4 điểm, bây giờ người ta chỉ còn 23 điểm thôi. Mỗi bàn chân là tổng cộng 6 điểm. Đó là đầu ngón cái, đốt bàn xương ngón 1, đốt bàn xương ngón 5. Đó là 3 điểm. Và chỉ cần bất thường một trong những điểm này là có thường ha. Đây là cái hình cắt kháng. Đó, cắt kháng là sao? Mình sẽ xếp sau. Đó, mình sẽ kháng như thế này. Cái trục cổ nha. Cái trục cổ, cái này là cái monofilament. Nó có nhiều kiểu biến tướng lắm. Cái này chỉ là gọi là chuẩn nhất lấy từ trong gala ra thôi. Rồi, cái này là cái em có thể kháng mà không cần trục cổ. Tuy nhiên trên lâm sàng cũng không có bắt buộc của em phải kháng như thế này. Đó thì cái này mình sử dụng ngón tay của mình chạm nhẹ, nhớ nha, người ta ghi rất rõ, chạm nhẹ, không đẩy, không nhấn, không tạo áp lực nhiều, chỉ chạm nhẹ vào cái đầu ngón. Tất nhiên mình nhắm mắt nha. Đó, và mình ngón 1, ngón 3, ngón 5, 2%, bất thường 2 trong 6 điểm gọi là nghi ngờ có biến chứng thần kinh ha, mất cảm giác bảo vệ. Đó là anh chỉ giới thiệu sơ thôi. Rồi đó là phần thần kinh. Bây giờ mình qua cái phần tiếp theo là kháng động mạch bàn chân. Bạn nào học bài rồi phần này dễ hơn chứ đúng không? Sẽ làm gì? Bạn nữ áo vàng, em kháng động mạch bàn chân kháng gì? Nó lớn lên á. Bắt nằm rồi. Tiếp. Phụ đề tiến tái không đốt. Tiếp nè. Rồi, hết thì nói hết á, không có vấn đề gì. Bạn nữ còn cái bên bổ sung gì không em? Sau đó, không thích cái vùng đó, người ta đi nó bị
gãy rụng. Nó không nói, nhưng mà cái dấu hiệu này có nghĩa là trước đây nó phải có, là bệnh nhân nói là có lông thì giờ mất. Bởi vì cái lông của con cái là cái phần xe mà mạch máu nó không lưu được cái phần đó, thì có nghĩa là bệnh nhân đã bị biến chứng rồi. Rồi cái móng chân nó bị thiểu dưỡng này, nó sẽ gây ra khô và gãy. Và vết lết nếu có thường khô đi, bởi vì đâu có máu đâu. Thường vết lết đó là nó bị nhiễm trùng á, thì nó máu nó tới nhiều mạch cầu, nó tới nó tấn công, nó đánh banh chành của nó đánh tùm lum cho nó tạo thành những cái xác mạch cầu chết, xong nó mới gây những viêm lên sưng đỏ tùm lum. Nhưng mà ở đây máu nó không tới được, máu nó tới được mạch cầu không tới, nên là những đường viêm ở những bệnh nhân này thường nó sẽ ít hơn. Nhưng mà nó nguy hiểm là tại vì nó không có, có máu nuôi nha. Đây là những cái hình nhiều bạn đang khô đực này, em nhìn rõ vậy. Rồi móng chân là có nóng không, khô có nóng. Đây những cái vết lết đen đó, có thể là có thiếu máu ha. Rồi tới phần sờ mình sẽ đó, bây giờ mình tới cái mặt ha, như là sờ so sánh, luôn luôn so sánh hai bên nha. Có nghĩa là bên này mình bắt bách mạch thấy yếu, còn bên kia bách mạch thấy mạnh, thì mình nghĩ nhiều ở bên bách mạch yếu là không bắt được mạch, phải có biến chứng nha. Với người nhiều người á, các bệnh nhân thường những bệnh nhân bệnh trẻ thường bị ép thở thấp, thở thấp là kiểu như họ thấp bẩm sinh, cứ 90-95 họ sống một mình có thể mạch cũng hơi yếu. Nhưng mà tôi thử là bệnh nhân đã lạnh khô không, so sánh hai bên là bách mạch buông chân chạy sau kheo mà luôn. Thường á bách được mạch buông chân chạy sau thì mình sẽ không cần bách hai mạch này, tại vì ở dưới nó tứ đường thì không lý gì hết trơn, không tứ đường ha. Rồi đây là cách bách ha, thì mình coi một chút về giải phẫu thì mình biết cách bách ngay. Động mạch buông chân nó đi giữa ngón một và ngón xin lỗi, đi giữa xương bàn ngón một và ngón hai đó, nên mình sẽ bách ở dưới này. Còn giữa ngón một ngón hai đó các thể có thể bắt lên nha, bắt lên hết cái chân dài động mạch, mình cứ coi giải phẫu. Thứ hai á, động mạch chạy sau nó sẽ đi ở dưới cái mắt cá chân, dưới cái mắt cá chân, cái hình này nó chưa lên đúng lắm nha, dưới cái mắt cá chân đó, dưới bác sĩ này đang bắt ngay dưới mắt cá chân. Rồi những phép nâng chân, những phép nâng chân á là thường mình sẽ nâng chân bệnh nhân lên khoảng 45 sau khi mổ để coi một cái sự hồi lưu máu như thế nào, tái nhợt nhiều hay không. Rồi khi hạ xuống á, nhớ nha, cái này rất nhiều bạn sai nha. Mình hạ xuống, mình nên hạ xuống dưới cái mặt giường, dưới cái mặt cạnh, nghĩa hạ cái chân này xuống dưới này luôn, chứ đừng để trên mặt giường. Trên mặt giường á nó rất là lâu để hồi phục được ha. Mình cho trọng lực nó góp vào một xíu, mình để mình hạ xuống đây luôn, mình sẽ quan sát được cái dễ dàng và nhanh hơn. Rồi đánh giá chỉ số IBI, bạn đã biết chỉ số này, số này nổi tiếng mà đúng không, ai cũng biết đúng không? Em là nữ nè, ngồi cái lớp giữa không biết luôn, số này nổi tiếng lắm á, lớp giữa hả? Đây là chỉ số gì? Cổ chân trên cánh tay, có nghĩa là mình sẽ đo huyết áp ở cổ chân và cánh tay chia cho nhau được con số. Để chú ý nha, mình đo là mình sẽ có hai cái huyết áp ở hai chân, mình có hai huyết áp ở hai tay, nhưng mà mình chỉ lấy cái huyết áp ở tay nào lớn hơn thôi. Ví dụ chai đây 104, chai đây 106 thì mình lấy 106, còn cái đây thì mình lấy cả hai ha, mình sẽ được hai chỉ số IBI ở chân trái và chân phải. Cái cách đo thì có hai cách nha, hoặc là mình có cái đầu dò này. Đầu dò này là sẽ có cái vùng của mạch máu á. Cái này anh chị thấy mới thấy ở bệnh viện nào nhiều có, con đầu tiên bệnh viện nào nhiều. Còn đi chỗ khác thì em sẽ không thấy cái máy này. Thấy cái máy này để đo. Xưa anh đi học chú á là anh cảm giác cái máy này đi nghe mà làm nhanh. À, lúc đầu vui lắm, tại vì mình học một cái mới mà sau ngồi quá tiếp đi rồi. Đó, để cho học chú nhỏ hơn đi. Cái này á là cái này tụi em sẽ thấy ở bệnh viện Nguyễn Chí Phương, họ đầu tiên Nguyễn Phương, tụi em đi Nguyễn Chí Phương đúng không? Gia đình thì không có gì hết, tin buồn là đi gia
có một cái phòng riêng để đo luôn, xịn vậy đó. Có một phòng riêng để đo cái chỉ số này luôn đó. Bệnh nhân vô phòng có một cái giường để nằm đó, kèm bốn cái app lên, bấm nút một cái máy nó đèn. Còn cái này á là nội anh này hồi xưa nội chú là cầm đi đo từng bệnh nhân đó, đo từng người. Ở phòng tập của em mình nói chuyện riêng ha. Rồi đó là phòng xong phòng khám. À, cái chỉ số này cái ý nghĩa của nó là cái ý nghĩa thẩm soát rất là cao, tại vì như nói bệnh động mạch hồi biên để nó thể hiện ra đâu cái chấp hồi như thế nó có 50% thôi, và nhau biểu hiện thôi. Cái này là một cái phương pháp phát hiện sớm, nó có chia ra là nhiều mức trên 0.9, 0.7, 0.9, 0.4, 0.7, dưới 0.4 là bình thường, nhẹ trung bình này ha. Thì cái đó mình sẽ học sau. Rồi mình đánh giá dày vớ. Dày vớ thì mình nhớ là người bệnh tiểu đường, đây là những cái hình gọi là minh họa thôi, chứ không phải là bệnh nhân phải mang những cái này nha. Mình chỉ cần hiểu nguyên tắc là được. Nguyên tắc là sao? Dày vớ của bệnh nhân thường mình phải bao hết cái chân của bệnh nhân, tại vì bệnh nhân mình mất cảm giác mà mở chỗ nào nó có thể bị lết của nó, tại vì đi ve đầu người ta đâu có biết được đâu. Cho nên á là cái việc mà cái giày vớ nó bao hết bàn chân khá là quan trọng. Thứ hai là gì? Thứ hai là nó phải vừa với bệnh nhân, không quá chặt. Ví dụ như giày anh mang này thường là bóp cái mũi, thành ra cái mũi nó bị chặt đó. Giày tay này nên là cái ngón chân của mình, ngón cái nó có xu hướng nó kẹ trên cái thành của cái giày ha. Thì mình cái xu hướng mình sẽ nói bệnh nhân mang những cái loại giày mềm mại như này bao hết chân nha. Và em tụi em vô chưa làm gì hết á, nói cái này là giúp bệnh nhân, là giúp bệnh nhân nhiều đó. Nói cô chú á là thôi cô chú cái này không biết là nó thuận tiện nó rẻ tiền, nhưng mà thôi mà đừng có mang cái lọ này nữa, tệ lắm thì mình mua cái giày thuận tiện mình mang phương mà vậy cũng đỡ mất công nhiêu tiền, đúng không đó. Cái loại kiểu đó thì bẻ tay học xương tập thể dục đó, tuy là nó không phải là tốt nhất nhưng mà nó cũng rẻ tiền. Đừng mang loại này. Tại sao không mang loại này? Thứ nhất là rớt, em mới nhớ lại đúng không? Vậy em nói luôn đi, không chứ thầy cũng nói. Rồi thứ nhất là rớt thì của em, nó có vấn đề gì với đôi giày này mà kiếp nó dữ chứ? Đúng rồi, nó kèm với hai ngón nè, cái này nè, cái cọng này nó sẽ gây ra lết cho bệnh nhân này. Đó, nó ma sát như vậy, nó sẽ gây ra lết khủng khiếp luôn, cọng hoài luôn. 10 người á là phải 7 người mang cái chiếc vậy. Ba người còn lại gì? Mang chiếc tổ ong. Mẹ biết cái chiếc tổ ong á là cái phần trước nó đâu rồi đâu lại đâu. Nó hở cái khúc này trước á. Đó. Nên là cố gắng dạy bệnh nhân như vậy. Còn nói chung là bệnh nhân đã làm hay không á thì tùy họ nữa. Nhưng mà mình có tấm lòng được rồi. Đó, bao nhiêu đây thôi là tụi em đã giúp được bệnh nhân là cải thiện được cái cuộc sống của họ đó. Ngăn ngừa bệnh lý, phòng bệnh hơn phòng bệnh. Bác sĩ thì mới giỏi chứ, bác sĩ phải phòng bệnh chứ, bác sĩ là để xảy ra biến chứng thôi, đâu phải kiểu gì nữa, đúng không? Rồi mình đi ra cái mục tiêu số 2, nhưng mà cái này ngắn thôi, mình sẽ nói nhanh là cái phân loại nguy cơ lết chân ha. Cái phân loại này theo cái tổ chức anh nói đó, nhóm chuyên trách bàn chân đái tháo đường AFL-CDF. Thì người ta chia thành 4 mức độ: rất thấp, thấp, trung bình, cao. Và cái mục đích của người ta chia để làm gì? Để người ta phân cái tần suất tái khám mỗi năm, mỗi 6, 12 tháng, mỗi 3, 6 tháng, mỗi 1, 3 tháng. Cái này cập hay không được là cái mới nhất bây giờ ha. Thì nó có gì? Rất thấp, dễ nhớ lắm. Mấy đứa đừng có nhớ nhiều. Thứ nhất đó là không có cảm giác bảo vệ và không có bệnh hoặc người đi. Cảm giác bảo vệ là nói nhớ đúng không? Không có cảm giác bảo vệ là mình không khám, mình khám monofilament bình thường, mình khám đôi so bình thường, đó là coi như là bệnh nhân không có cảm giác bảo vệ, đó không có bệnh động mạch hồi biên, là những cái khám nãy giờ của mình đo IBI, người ta gom lại hết những khám gì biết mình đo IBI thường là cái kết quả nó đáng tin. Tuy nhiên nhớ IBI nó có một cái nhược điểm mà anh vừa nói là gì?
KPI nó là một cái là khi mà mạch máu của bệnh nhân bị vôi hóa, thì cái mạch máu nó bị cứng, thành ra nó sẽ tạo thành cái âm tính nhẹ, rồi mạch máu nó bị cứng thành ra cái huyết áp của mình nó bóp lại, nó không có đường, nó không có bóp cái huyết áp được, là huyết áp của bệnh nhân bị cao nhẹ, thành ra khi mình chia cái chỉ số nó cao thì mình tưởng nó là bình thường, nhưng mà không, nó là bất thường nha. Cái đó thì sâu quá không nói, cho người biết thôi. Thấp thì có một trong hai cái thì phân là một thấp, trung bình thì có hai trong ba cái, thứ nhất là bệnh nhân bảo vệ, thứ hai là bệnh động mạch rồi viêm, thứ ba là kèm những dạng bệnh tâm. Có hai trong ba là trung bình. Cao là như thế nào? Cao là có một trong hai cái mắc bệnh nhân bảo vệ hoặc là bệnh động mạch rồi viêm kèm theo một trong ba yếu tố này, thì càng lép chân đoạn chi dưới bệnh thận giai đoạn cuối là một cái gọi là yếu tố nguy cơ độc lập mà gọi là nguy cơ mạnh luôn á cho những người biết chậm đó, thì chưa thấy được nữa. Rồi nói dông dài khám này nọ rồi qua phần phòng ngừa ha. Phòng ngừa biết biết chậm thì mình sẽ cung cấp kiến thức về các vấn đề bệnh chậm. Cái sở đại tiếp theo là mình sẽ giới thiệu ha, hướng dẫn bệnh nhân tự kiểm tra và chăm sóc bệnh chậm, là kiểm tra bệnh chậm mỗi ngày này, vệ sinh chăm sóc bệnh chậm cung cấp tại phòng ngừa dài phố phù hợp. Rồi mình hướng dẫn sao? Gần hết bài rồi, cố gắng chút nữa. Giờ mình nghỉ này, mình quen có học nữa không? Nhiều học nữa hả? Thôi xong sớm, phải mình sớm ha. Cái này là, cái hình này nó mới nói ra việc gì? Là vệ sinh của bệnh nhân á. Khi mà tắm á, tắm xong là và chân phải ướt thì phải lau khô, luôn luôn phải lau khô và lau chuối, lau tất cả các kẽ ngón. Mình thường quên, nhưng người bình thường mình không có vấn đề gì, ví dụ mình tắm xong mình lau người mình bước lên tắm chạy thì nó khô chút thì ra đúng không? Các bạn nào mà cúi xuống lau thì kỹ chân không? Có không? Chắc là không nha. Nhưng mà người thái tháo đường á là phải chú ý, bởi vì bàn chân của họ mà bị hỏng nước á rất dễ đạp vết tiếp. Rồi chân thử chút của em, từ chút này ồ quá. Rồi cái nữa là mình phải hướng dẫn bệnh nhân tự gọi là tự kiểm tra bàn chân mỗi ngày, có nghĩa là tối về trước khi ngủ kiểm tra các bàn chân đó, coi thử có vết lép ve tập gì hay không đó, tốt nhất là các cái gương của mình có thể khám còn gì coi được hết cái bàn chân ha. Không mang bàn chân kể cả trong nhà nha, nhắm mắt kể cả trong nhà cũng nên mang giày vớ ha. Trong nhà đâu có biết đớp cái gì trong nhà đâu đúng không, em đớp đinh kim, em đớp cái gì đó trong nhà, bụi hạt sạn gì đó đàn là gì bình thường, thậm chí ở ngoài đường đó là một chiếc nguy cơ hơn, bởi vì ngoài đường là tôi không biết ra đường tôi không mang dép, còn trong nhà là tôi không nên, trong nhà là tôi không mang, nhiều khi cái đó là cây lép nhiều hơn ra đường luôn. Rồi mang giày vớ ha. Rồi trước khi mang giày kiểm tra trong đó có cái gì không, có bụi cát sạn gì không, đinh gì không nha. Rồi mang cái giày bó sàn chân, cái này á, lần này đó có nghĩa là không có, ví dụ có vết chai, cái vết chai chỗ này không có hướng dẫn bệnh nhân tự cạo ở nhà nha, có thể mua vaseline hay là sữa tắm gì đó cho nó mềm một chút, nhưng mà không có hướng tự cạo thì sao, tự cạo họ không biết cái kỹ thuật đó, họ sẽ cạo nó tạo bếp luôn, nó tạo thành bếp cương luôn đó. Tiếp nữa là các móng chân, thì các móng bàn có thể dùng dũa dũa chút chỗ này, cái không khác như vậy, không có lấy khế nè, tại vì lấy khế nè, thử nè hay đi lấy khế nè là sao, nó tổn thương nó tạo bếp liền. Các bạn nào đi lấy khế chưa, thử bạn chưa đi lấy khế về đó, có cắt giày không, thường cắt giày đúng không đó. Rồi mình phải kiểm tra gọi là theo dõi đường huyết, kiểm soát đường huyết và đi khám bác sĩ ha. Cái chuyên ngành mà bàn chân nó có tên là podiatric ha, chuyên ngành này chuyên ngành riêng, nó gọi là các chuyên ngành riêng riêng cho nó luôn, ở Việt Nam mình không chưa có. Rồi tóm lại gì, slide này chắc mấy thứ vui nhất đúng không, tóm lại mình
mình cần sau cái buổi này mình cần nắm cái gì, rút lại. Thứ nhất là các bước hỏi lộn và thăm khám hàng trăm. Bước hỏi lộn mình hỏi gì? Thứ nhất là gì? Đánh giá toàn diện và các yếu tố tăng nguy cơ lép chân. Thứ hai là gì? Các triệu chứng của bệnh ở trên nội biên và bệnh động mạch nội biên. Thăm khám cái gì? Khám ở cơ xương, khám ở trên nội biên, khám ở động mạch nội biên và đánh giá dày vỡ nha. Đó. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành phân loại nguy cơ để hẹn bệnh nhân tái khám và những lần sau ha. Rồi tư vấn và cung cấp kiến thức như nãy giờ mình nói. Rồi bài trình bày qua đến đây là hết. Mọi người có câu hỏi gì không? Mọi người có câu hỏi.